từng là loại cây trồng giúp bao nông dân hái ra tiền nhờ giá trị kinh tế. Thế nhưng vài năm trở lại đây, nhắc đến cam sành là người ta chỉ chạnh lòng vì nếm toàn vị đắng. Thời điểm này, tại những vườn cam trĩu cành ở miền Tây sẵn sàng thu hoạch rồi. Thế nhưng nông dân lại chẳng buồn hái vì càng bán là càng lỗ. Nhiều nhà vườn trồng cam sành tại Vĩnh Long đang đứng ngồi không yên bởi từ sau Tết đến nay giá giảm liên tục. Nếu như trước Tết giá cam sành từ 8.000 đến 12.000 đồng một ký thì hiện giảm 10 lần, chỉ còn từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Có vườn cam chín vàng trĩu cây nhưng không có người mua. Tôi là có là 60 con cam, đất nhà là 30, mướn 30. Bây giờ là cái đang thu hoạch chín tới mà không có thương lái lại mua, giá cả thì có 1.000 đồng ký à. Mà cắt thì nó chậm trễ, nó cắt là những tấn hay tấn nghỉ. Bây giờ tôi đầu tư vô cây này là từ hồi mà cây nhỏ tới cây lớn nhiều quá thì nhiều tiền mà vay tiền nước nữa. Vay tiền nước là 3 tháng đóng lần là 30 triệu vay 1 tỷ. Trả cho chủ đất mà cam trên cây thì còn quá trời trái mà lái thì không mua được. Dân thì bây giờ phân thuốc độ này thì không có đủ tiền trả nữa. Đại diện hợp tác xã Cam Sành Khánh Nhân, huyện Tam Bình cho biết, với mức giá này, nhà vườn lỗ nặng vì chi phí sản xuất đã khoảng từ 10 đến 12.000 đồng một ký. Nhiều nông dân và hợp tác xã cho biết giá cam sành giảm mạnh do tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có việc người dân cuối năm giữ trái lại chờ Tết để bán giá cao. Tuy nhiên sau đó thì lượng tiêu thụ thấp đành phải neo đến thời điểm này khiến cung vượt cầu. Còn theo ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long và nhiều tỉnh thành miền Tây thì nguyên nhân giá cam sành rơi chạm đáy là do thị trường loại trái cây này chủ yếu là nội địa chứ chưa được xuất khẩu. Trong khi những năm qua diện tích trồng cứ không ngừng mở rộng. Chỉ riêng huyện Trà Ôn là vùng trọng điểm về cam sành, hiện có 9.500 hectare, sản lượng hàng năm khoảng 400 đến 500.000 tấn. Từ nay đến hết tháng 3, ước tính có khoảng 60.000 tấn cần tiêu thụ, đây là áp lực rất lớn. Thực tế có thời điểm giá cam chạm mốc 35 đến 40.000 đồng một ký, mức giá kỷ lục khiến nhà vườn mỗi lần tới mùa thu hoạch là hái ra tiền theo đúng nghĩa đen, vậy là ai cũng đổ xô đi trồng. Dân, hộ không có đất còn đi thuê mướn, đất lúa thì lên liếp để trồng cho bằng được. Nào ngờ vị ngọt từ cam chưa nếm được thì giờ đã phải nếm vị đắng với những cuộc giải cứu không có hồi kết. Không giờ đêm, hơn 2 tấn cam sành Vĩnh Long cập bến tại hẻm 159, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Gần chục bạn trẻ đến từ nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố nhanh chóng vào cuộc. Mỗi người một việc để khuân vác chuyển cam xuống điểm tập kết. Cam sành được thu gom trực tiếp từ tỉnh Vĩnh Long, nơi mà nông dân đang kêu cứu vì giá giảm thê thảm. Nhà vườn cứ bán là lại lỗ, bởi giá chỉ 1-2 ngàn như hiện nay, trừ hết chi phí, bà con lỗ từ 20 cho đến 50 triệu đồng một công. Có người chẳng buồn thu hoạch, vì có hái cũng chẳng thấy thương lái đến mua. Nắm được thông tin, một nhóm có hơn chục thành viên là các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh tập hợp cùng nhau liên hệ thu mua cam sành từ các vườn không tiêu thụ được và kêu gọi mọi người mua ủng hộ với giá 10.000 đồng một ký. Sau 2 ngày phát động chiến dịch giải cứu cam sành miền Tây, nhóm này mua được hơn 3 tấn rưỡi cam, san sẻ phần nào khó khăn với bà con nông dân. Điệp khúc trồng chặt được mùa mất giá đối với trái cam chẳng phải hy hữu, đó là chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi đối với rất nhiều loại cây trồng vật nuôi khác. Cách đây 15 năm, nhà vườn các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang cũng lên cơn sốt trồng mận An Phước. Thời điểm đó, giá bán cao ngất ngưỡng từ 15 đến 20.000 đồng một ký, có bao nhiêu cũng được thương lái mua tất. Vậy là nhiều nông dân sẵn sàng trồng, đốn bỏ vườn, vét tiền nhà, vay thêm ngân hàng để mua mận về trồng. Và dù được cảnh báo coi chừng dội chợ rớt giá như mận xanh Lương Hòa Lạc, mận trắng sữa Hòa Hưng, thế nhưng nhiều người vẫn xua tay mà nói, chưa thấy giống nào độc đáo như giống mận này, vài năm nữa là tôi giàu to cho mà coi. Nhưng các giống đó lại không thành sự thật. Dù trái đầu tiên, giá mận xô chỉ hơn 1.000 đồng một ký, nhà vườn thà để trái rụng đầy gốc, chứ hái bán cũng chẳng ai mua.
cơn sốt trồng chặt đắng nhất là bài học từ cây nhãn. Hồi những năm 1990, cây long nhãn tràn ngập miền Tây. Diện tích có lúc lên đến hơn 100.000 hecta, nhiều cù lao trên sông Tiền như Tân Phong ở Cai Lậy Tiền Giang hay là Bình Hòa Phước ở Long Hồ Vĩnh Long, An Nhơn ở Đồng Tháp, nổi danh với tên gọi là cù lao long nhãn. Một nhà vườn ba đời trồng nhãn ở cù lao An Nhơn nhớ lại thời điểm đó. Chỉ vài năm khi cây long nhãn xuất hiện đều khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì giá bán có lúc chưa tới 500 đồng một ký, còn nhãn tiêu da bò hơn 10.000 đồng một ký. Vậy là người ta lại ung ung chặt nhãn long mà trồng nhãn tiêu. Rồi cũng chỉ được vài năm, nhãn tiêu da bò rớt giá, thêm bệnh chỗ rồng hoành hành. Điệp khúc trồng chặt cứ tái đi tái lại hết cây này rồi lại đến cây khác. 2017 là năm của những cuộc giải cứu nông sản. Những vườn chuối đổ đóng chẳng ai đói hoài là hệ quả của cơn sốt thị trường khi có thời điểm mặt hàng này lên đến 25.000 đồng một ký, khiến ai cũng đổ xô trồng. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nông dân bấm bụng đốn bỏ hoặc là đổ đóng cho heo bò ăn. Người dân và nhiều doanh nghiệp lao vào cuộc giải cứu với hy vọng là giúp nông dân được phần nào hay phần ấy. Thế nhưng bài toán tiêu thụ chuối chưa xong thì đến lượt dưa hấu Quảng Ngãi hay là cam sành Hà Giang lại lâm vào tình cảnh tương tự. Và cả thịt heo cũng lâm vào cuộc đại khủng hoảng. Cơn bão giá quét qua tất cả các tỉnh thành kéo giá heo hơi xuống mức kỷ lục chỉ còn từ 15 đến 17.000 đồng một ký. Một ký thịt heo chỉ bằng nửa tô phở, heo giống cũng giảm giá theo đến mức mua một tặng một mà chẳng ai màng.